No vaya, tengo hambre de más, ¿eh? No tengo tren, no vaya hambre más. Ahora tengo, pero no preparo más. Ah, ¿ali? Hoy inicié aquí, hasta lá embaixo. Ahí es. Mình nói rồi, cái này mà không có đất ở đây nữa thì có thể mở trên này. À, vai em đi aquí. À, vou meter mais aqui. Aí. É. Tira mais, meter ali. Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn trên kênh Vlog của Sống Châu Phi. Thì hôm nay là lên bản nấu ăn cho mấy em nhỏ và cũng như là đuổi Liên Minh Nông Nghiệp ấy, bên kênh Ẩm Thực Tình Thương. Thì lên đây thấy là cái khu, cái nơi mà 7 người làm nông nghiệp, anh Hùng, anh Đông hướng dẫn cho làm khu nông nghiệp riêng của mấy anh chị ở đây luôn. Đấy, là mỗi người một mảnh, 6 người. À, 7 người chứ, 7 người là 6 mảnh. À, mẹ phải đi với là cái chỉ kia là sẽ làm một mảnh. À, còn lại nữa là mỗi người một mảnh. Thì bây giờ là mình vào để xem cái quá trình trong và đâu đó là 2 tháng đấy, 2 tháng hay là 1 tháng gì đấy, mình cũng không nhớ rõ lắm. Thì đã hoàn thiện và cũng như là rau đến đâu rồi. Đây, đây là rất là bất ngờ. Này các bạn thấy chưa? Cái này cái khu riêng, khu cá nhân đấy, gọi là cá nhân đi, cá nhân của đội nông nghiệp. Boa tarde. Boa tarde. Oh, vai bom ba. Dạ bom ba. Tất cả người dân vẫn đang làm. Cái này này. Đấy này. Kinh khủng chưa? Người dân tự làm đấy nhá. Người dân tự làm luôn chứ không phải là tại vì có làm bên khu nông nghiệp rồi. Đấy, nên là anh Đông, anh Hùng cũng muốn là cho tất cả người dân ở đây áp dụng cái công thức đấy để mà tự làm. Các bạn thấy chưa? Tự làm hết, tự làm luôn. Esse Duque. Da Rita. Da Rita? Sí. Sí. Hey, đây là khu này là của chị Da Rita. Đấy, Da Rita. Bom. Esse você vai ver? Não tem ninguém ajuda nada? Nada. Nada? Aí? Já sabe, é? Oh, không có ai giúp cho chị ấy làm luôn, chị ấy tự làm luôn. Anh Đông, anh Hùng chỉ có hướng dẫn cái đợt kia thôi. Đấy, đợt kia thôi. Còn lại là tự làm luôn này. Bế ra trồng này, bế rau cải ra trồng này. Đây, các bạn thấy chưa? À, agora vai levar o alface vai ali, né? Sim, vou meter. Ah, vai meter? Uhum. Ah, esse também? Também. Também? Sim. Cebola? Ah. Aí? Sim. Ah, cái này là hành của chị trồng, tự trồng luôn. Rất là tốt. Muito bom. Muito bom. Depois vai meter água bem. Tá bem. Ter a cabine. Uhum. Da cebola fica grande e vende um cara quento. Vem, pai. Ok. Quento comerá wiki. Não. Ah, đây. Đây là của ai đây? Ah, anh này, anh Mati Lôi. Maximano. Irmão Mati Lôi, né? Sim. Nome, qual é o nome? Maximiano. Maximiano. Maximiano, sim. Aí. Ah, que é a cebola? A cebola, sim. Đấy, khu này là của anh này, khu ruộng này là của anh này, đầu kia rau cải để mà bế sang trồng. Dạ, tudo já bem? Sim, já tudo bem. Tá ficar bem agora. Tá lá do ram. Ah, não vai levar meter aqui? Não vai levantar meter ali? Aqui vou tirar depois pra meter. Já meti aqui. Ah, já, né? Ah, já, mas já. Ah, đây này, anh này bỏ hết đây này. Cái này hình như là cover. Cover. Đây, rau luôn. À, anh này bế là trồng hết rồi. Chỉ có ở đây nữa thôi, đang còn nhiều lắm này. Sau bế là vay nó vay tên em đi mãi nè, nó tên tên nó vay em đi mãi. À, agora tenho, mas vou preparar mais. Ah, ali? Hoje iniciar aqui, até lá embaixo.
Aí. Sim. É isso. Vou andar tirar lá para estudar o restaurante lá ficar grande. Tá bem, muito bom. Sim. Não, vai tirar lá. Esse tá bom, bueno, né? Vai tirar mais. Tirar para andar do outro não lado. Não tá treinando mais aqui? Ah. Não, vou preparar. Vou parar? Sim. Vai abrir o lugar mais? Ah. Tem mais lugar. Anh này là nó nói là anh trồng hết rồi, hoàn chỉnh rồi, mở rộng ra nữa. Anh này là lấy cái số mà rau ở trong này mở rộng ra bên phía ngoài nữa đấy, ước ao rất là lớn. Esse você também? Sim. Cebola, cái này là quả cái gì hành nhá. Còn thế này là Caleluia. Thế này là Caleluia. Ok. Aqui. Oh, Caleluia, não vai mexer. O cimento nunca vai crescer ainda, agora é que está a subir. Não vai ter que levantar. Agora sim vai tirar tarde, vai se meter aí, filho. Aí. Tá bem. Vai ver lá. Sim, sim. Já tira tudo. O outro já levantava antes. Esse estava ficando baixo. Caleluia, não quero trabalho. Bác trưởng thôn là trồng rau. Esse? Sim, cenoura. Qual é o tipo? Cenoura. Hả? Cenoura. Cenoura? Sim. Còn cái này nữa. Cái này là khô với. Sim, sim. À, mỗi người một loại à? Sim. Có nhiều loại lắm. Sim. Ui giời. Agora vai levantar meter ali, né? Sim, vamos tirar lá, vamos meter aqui, filho. Tá bem, filho. Vai tirar, cái này là lấy cái cải. Bác trưởng thôn sẽ lấy cái rau rau đó. Sim. Và sẽ bứng ra trồng ở đây. Sim. Ngày hôm nay luôn, hoje, né? Sim, mesmo hoje. À tarde, sim. À tarde? Sim. É cebola? Sim, sim. Bonito, hein? Ah, sim. Tá ficado direito. Cebola. Cebola depois vai ficar grande. Sim, 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 sim. Cebola vende quanto? 200? 200, sim. 200 ou 100? 200 ou 150, tá bom. Sim. Está bué aqui. Sim, sim, mas sim, bué. Chega de mil. Sim, 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 sim. Tá bem. Vai comprar, comer, beber. Está comer bem, está bonito. Vai andar. Vai andar dinheiro, vender a cebola. Vai estar andar. Ah, ok. Sim. Aí, bác trưởng thôn có ý chí làm. Đây là Amadeo. Ok. Cái này là khu này Amadeo. Esse của bác trưởng thôn, ở đây là bác trưởng thôn chưa làm cái này. Chưa bế cái rau kia ra đây trồng. Agora você bará. Sim. Tá lá, depois saiu grande. Sim, ele tem dinheiro. Sim, sim, ele não tem dinheiro. Você não tem. Tá bem, filho. Você tá fica bem. Pequeno, tá aqui bem. Lá, mas pequeno. Aleluia. Não tem vender nada. Obrigado, filho. É. Tá bem, tá bem. Vai ficar tudo indo mal. Sim, tudo sim. Familiar vai fazer bem. Tá bem, tá bem. Depois quando tira, vender um ver. Sim, sim, sim. Sim. Tá bonito. Vai vender um ver. Obrigado, filho. Esse sonho do você. Sim, tudo sim. Aqui, familiar. Sim, sim. Quando você for lá vender dinheiro do pai. Tá bem, pai. Não, não dinheiro do ninguém nada. Tá bem, filho. Yeah. Aleluia. Yeah, aleluia. Tá bem, com o amarelo, né? Tá bonito. É, amarelo lá, que này. Đây, này, né? Đây, này. Đây, này. Có hành, cebola, hành củ ấy các bạn, ở dưới là củ ấy, đấy, cũng là trồng hết rồi. Còn cái này, sim, tá một cùng. Sim, essa aqui também vai se plantar, mas também de tarde vai se plantar. Ah, vai tirar lá? Sim, vai tirar lá. Vai tirar lá, meter ali? Sim, para meter aqui. Ah, ok. Sim. Điều này sẽ trồng cái rau cải như thế này luôn nha các bạn. Không phải rau cải đâu, cải này là cải của Angola. Cải của Angola, cải này là người ta hái đấy. Khi mà thu hoạch cao lên nhá, người ta hái lá thôi để cồi như thế. Đấy. Hái lá đi bán thôi. Cái này cũng bán được như anh trai của Linh Đồ ấy, đồi Min Gú ấy, cũng là một cái loại rau này đấy. Đấy sau nó lên cao như này, lá nó xỉa ra rồi bắt đầu đi hái bán rất là có lời. Để mà nói nông nghiệp bên này ấy thì hầu hết là không có kỹ năng này, người dân không có kỹ năng trồng và cũng như là không có một cái không có kỹ năng đi, nói chung là không có kỹ năng thì người ta không biết áp dụng vào để mà trồng như thế này, để mà đưa ra ngoài chợ bán, tại vì rau bên này rất là hiếm, người dân là chưa biết về rau, nhất là gạo là toàn nhập thôi chứ không trồng được, tại vì người ta không biết cách trồng mà cũng như là không có nguồn giống để mà trồng đấy, nên là sắp tới là mình sẽ đánh mấy trăm cân gạo giống gạo ấy để mà sang đây
đi hướng dẫn từng nơi từng vùng người ta sẽ trồng gạo, chứ không phải là mua gạo ở cửa hàng gạo nhập. Hầu hết là lượng Angola nhập gạo vào rất là lớn đấy, rất là lớn, không có sản xuất tại nước đâu nha các bạn, toàn gạo nhập không thôi, Thái Lan rồi đủ thứ luôn. Đây là của chị kia rồi, mấy review rồi, còn hai người nữa bên kia bên này. Oh Esi, Esin Tamali. Ôi ôi, hà mẹ phải đi với là cái chị này thì hơi kém một tí đấy, nhìn cái bãi rau là mình biết là hơi kém một tí rồi. Nhìn các bạn nhìn này. Ai xin meti cemento nau tibu iwalidia la. Esi fica muito tempo. Ao esse novo muito tempo. É novo mesmo. Novo, cimento novo. Esse não vai bem nada. Não tá bom. Não tá bom. Mas é mesmo dia mesmo que você. Mete tipo de igual dia. Agora vai não saiu igual nada. Esse tá fica bem. Tá lá aqui, tá ó, babe. Aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Nó sẽ yêu bê direct to. Đây, cái này là mẹ phải đi với là cái chị này. Đấy. Agua no vai meter? Vai meter. Vai meter agua? Atando vai meter agua. Không, cái này là như kiểu cái giống nó là bị chết nhiều này. Các bạn nghe chưa? Nó xưa xài luôn, là của chị này và mẹ của phải đi ở bên nông nghiệp. Đây này, cái này cũng ok. À, c'est bon la bê. C'est bon la bê. Đây, hành thì rất là được. Thôi không đi, đi qua đây không. Đây, c'est bon là hành. Hành là rất là được. Hành là ok luôn. Yeah, mais moi si depois vai ten carga c'est bon la. Leva junto lá tudo. Como é tu vai vender blasa um vem. Nhai rù đùa mama. Sì. Come bene. Yeah, vai come bene. Sì. Quero cozinha vai ter lá. Não tem nem quem falar esse dono meu não nada. Vai carregar bem. Tá bem. Depois tem nhai rù tem esse não vai belar se comprar mais cebola. Yeah. Vou comprar mais. Bom, muito bom. Sì. Bom, muito bom. Cái này là để chiều. Cái này chưa thể mà bứng ra được ngoài này được nhá các bạn. Cái này nó còn nó nhiều yếu lắm, yếu, sức nó yếu lắm. Sức cái phát triển của nó yếu lắm. Đây. Cái của chị gọi là nomi. Fina. La Fina, Fina. La Fina. Ah, Fina. Fina. Mari Fina. 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 Sì. Ah, Fina. 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 Đấy, Fina. Đùa Irma Matiloi. Matiloi. Bom. Cái này tốt này. Ah, agora você vai fazer o quê? Vou pular. Ah, vou tirar esse, né? Sim, sim. Vou tirar esse, vai meter. Tá bem. Ah, sim. Đây này, đang lên luống này. Đang là chỉ mới lên luống này để mà lấy rau cải bên nữa bứng sang bên này nha các bạn. Đấy. Một tủ bông. Đây các bạn thấy cái vườn rau của tất cả những người làm bên nông nghiệp, kinh nghiệm và cũng như là tất cả những cái dụng cụ làm như thế nào đấy, rồi nói chung từ A đến Z thì anh Hùng và anh Đông đã bày cho người dân ở đây rồi. Giờ chỉ có làm thôi, làm để mà kiếm cái số tiền từ nông nghiệp và cũng có cái ăn đấy, nói chung là như thế. Một tủ bông. Dạ, vai ficar trabalho, eh? Agora vai sair. Tá bem. Depois vai mais um mês, vai voltar a ver. Sim. Vai estar como mais. Tá bem. Morreu ou não? Não vai morrer. Só vai não precisar, vai morrer? Só vai precisar adubo. Vai ficar mais grande. Não, tem, já tem cimento, vai sair bem. Só agora falta água. Ok, các bạn, thì video này là cũng xin dừng lại nhá. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ em tôi nha. Chào các bạn đi. Alleluia. Muito bem, muito bem.
Depois vai a, depois tem aqui Fatabue. Sim. Esse Fatabue vai lugar mais terreno. Tá bem. Yeah. Sim. Esse vai vender. Esse tem esse dinheiro. Sim, é dinheiro. Dinheiro, né? Sim. Você vai lá balança, você saber tá balança quer ou não. Quer bué. A quanto aleluia chega lá. Vai a morir o pá, bué. Quero, quero. Sim. Agora sofá carrega bem. Cái này vùng này ngon. Ừ. Mình nói rồi. Cái này mà không có đất ở đây nữa thì có thể mở trên này. À vậy em đi aquí. À vamos meter más aquí. Ấy. Sí. Thế là mày meter ali. À. Ê, thế là después vai picar bê tudo vai balança vende nhé rồi để sao để bué aquí chứ để sao để. Nhé rồi vai để sao để. Ừ. Để sao để. He comprado sali hoy. ¿Cómo la sali? Ropa. Ahora usted va a mandar a banco. Esa vez usted tiene el bue, va a ver, carga bue aquí, va a ver. Después va a elevar un verbo de balazo a vender, tiene 20 mil. Ella va a mandar a banco. Ya. No da a gastar nada. No quiero gastar dinero. Sí. Va a ver, ya acaba. Va a ver.